Chào mọi người nha, hôm nay thì mình sẽ ra thăm chuồng dê nhà mình. Chiều chủ nhật mình ra thăm chuồng dê để mình quay cho mọi người xem một chút về chuồng dê nhà mình nha. Đây. Đó, cái đầu xa xa đó là con đực. Đi qua mình quay hết người nó cho mọi người xem đó. Đừng đừng có liếm ghê bị. Đây, con này. Đây, ra coi. Màu nó giống con ngựa vậy. Đây mình quay cái món ăn của nó cho mọi người xem nha. Đây. Đây là cái máng cho nó ăn nè. Máng ăn của nó. Đây, máng ăn của nó. Máng ăn nó ăn gòn, ăn cỏ rồi. No.
con. Chuồng dê của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video của mình nha.